người đã nói, vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo và các đội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi. Vâng, đối với hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2022, đơn vị trường tiểu học Chánh Nghĩa mang đến hội thi với chủ đề Tự hào nghề giáo tôi yêu với các tiết mục sau. Tiết mục Đơn Ca Nam, Người lái đò thầm lặng, tác giả Văn Sang, biểu diễn Quang Vận cùng nhóm bè. Tiếp theo là tiết mục Tam Ca Nữ, bài ca Người giáo viên nhân dân, tác giả Hoàng Vân, biểu diễn Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Ngọc Minh. Và cuối cùng là tiết mục Tất Cả Nam Nữ, Tự hào nhà giáo Việt Nam, tác giả Lương Hữu Phước, biểu diễn toàn đội. Và sau đây, phần dự thi của đơn vị trường tiểu học Chánh Nghĩa xin được phép bắt đầu. Xin hòa lời hát, xin hòa lời ca.